Amazon Web Service Dev Day 2018 tại Việt Nam diễn ra liên tiếp trong 2 ngày, ngày 3 đến ngày 4 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với sự tham gia của gần 300 lập trình viên. Chương trình do Amazon Web Service phối hợp với FPT Software tổ chức. AWS Dev Day năm 2018 nằm trong chuỗi sự kiện toàn cầu của Amazon Web Service tổ chức cho dân kỹ thuật, cộng đồng, lập trình viên, những người mong muốn tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới bổ ích từ những chuyên gia công nghệ uy tín. Tại AWS Dev Day, người tham gia học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm để xây dựng container service, để giảm gánh nặng vận hành, tăng độ tin cậy trong khi giảm chi phí, thời gian, sản phẩm đến với thị trường. Vào hồi tháng 4, Amazon Web Service, công ty công nghệ điện toán đám mây của Amazon, chính thức công bố FPT Software là đối tác tư vấn cấp cao đầu tiên của hãng tại khu vực ASEAN. Đặc biệt, FPT Software đã đào tạo và phát triển được nguồn nhân lực trẻ với gần 500 kỹ sư chuyên gia công nghệ đạt được các chứng chỉ công nghệ của AWS, trong đó có 64 chứng chỉ cấp chuyên gia. Cách đây một năm, FPT Software đã được AWS công nhận là đối tác công nghệ của năm và là một trong những đối tác đầu tiên được công nhận là đối tác có năng lực quản trị và chuyển đổi dịch vụ về nền tảng công nghệ của AWS. Áp dụng được thì mình sử dụng được nhiều cái dịch vụ như là code commit hoặc là code build hoặc là những cái bip by, rồi xây dựng được một cái hệ thống từ từ cái local của mình được lên được cái hot mà nó nhanh chóng thông qua mấy cái sự việc hồi nãy học, và sau đó là mở rộng được một cái mạng VPC lên trên rồi load balancing đưa lên trên để build để lên ra được cái product. Bước đầu tiên là như là mình biết rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện những thứ đó dựa trên một số cái mình đã có làm rồi, ví dụ về code build và code commit thì mình cũng đã có sử dụng rồi. Giờ là bắt đầu mình sử dụng những code pipeline và cloud formation để build một cái nói chung là transform từ những cái hệ thống cũ trước, sau đó mình mới break tiếp những cái về microservice architecture.